quý của chú anh chị ơi, bây giờ tàu của mình đã đến sân bay rồi, thấy quý của chú anh chị nhiều chị Thu, cô anh, rồi cô chị Tư, tí chuột giờ 15 mét, tí chuột mà giờ 15 mét ha. Ở đây là mình chuẩn bị phòng check in và ký gửi đồ của chú anh chị. Hôm trước là mấy anh em mình cũng ghé đó check in đó quý anh chị, nhưng mà sáng sớm mà đông ghê luôn á. Quý chú anh chị, sáng sớm mà đông quá hả? Mình cái gửi xong mình check in được. Vậy hả? Đó. Không, nhưng mà bây giờ nếu mà để gửi đi ăn đó, thì em hỏi cái này cái chị đó đó, hành lý có ký gửi hay không? Có ký gửi nhà bán đồ gì đó. Nếu không ký gửi á, thì mình không cần chờ. Okay. Yeah. À đó ý gì? Không phải ký gửi là địa chỉ rồi, đúng không ký gửi. Giờ mọi người mình cùng nhau mình ngồi đây mình nghỉ mệt quý anh chị. Đợi chị cái gì? Hôm nay em la. Hôm nay em la. Lấy nón cặp ra ngồi chung với Tư chứ. Dạ. Ồ, lấy nón cặp ra mới chịu á. Ồ, dạ. Lấy nón cặp ra rồi chứ. Nón cặp rồi. Rồi. Tính toán. Ôi ôi, cái gì vậy? Tính toán. Anh mua hai màu ha. Anh nãy nhìn cái nón, ý cái nón mình không hiểu là ý cái gì. Ủa sao nó sọc sọc với nhau vậy? Hơn là một cặp mà. Đứng người ta muốn một cái trend. Đứng không, đứng không, bạn bán là một cặp. Cái đâu đâu hai đứa á. Chị thì còn cái chọn chị muốn. Đổi lên cái rồi. Đổi lên cái rồi. Đó quý cô chú anh chị ơi, hiện tại giờ mọi người đang đứng đừng đợi đến cái giờ bay ha quý anh chị, là mình vô mình đưa giấy căn cước ra đó, để là mình check in xong cái mình tới giờ mình đi ra ngoài chặn chỗ cái sân bay quý anh chị, mình đợi đó chừng nào mà xe tới giờ cái xe người ta vô người ta vô rước cái mình ra máy bay và mình bay thôi quý anh chị. Bây giờ là bây giờ mình đi rất là gọn luôn đó. Bây giờ là 7:18 chủ nhật ngày 10/3 quý vị. Ừ. nhanh ha, nhanh như dự định. Để cho mọi người bàn tính như thế nào rồi tiếp tục ha. Bây giờ đi để em lại giữ cho anh, mình lát mua cho em ở miệng được. Ok. Ngồi giữ nha. Dạ. Chứ giờ đứng chờ thì chị lắm. Lại cầm nó nè. Đi đâu mình đi hả? Rồi vòng ở đây hết rồi đúng không? Được. Tự nhiên em lấy nón ra đổi, chị Tư không đổi nón rồi. Chị Tư mượn đi chứ. Thôi, để chị Tư đổi nón cặp luôn ra. Rồi, nón cặp nè. Anh cặp với anh yêu hả? Cặp mà, không để cho chú em. Đây, móc lên. Đây, dẫn đi chị Tư. Cô đây phải không? Đúng rồi. Chị móc lên đi. Xin được. Móc lên đi chị, nó tụt. Không sao đâu. Con đứng nhờ đây chú nha chú. Con đứng nhờ chú. Rồi, giờ phải đi thế nào? Rồi. Rồi chị tới đem đây luôn, đem đây luôn. Rồi. 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 Rồi để cái cặp này vô cho anh luôn đi. Ủa là giờ mình đi ăn hả? À, giờ mình đi ăn, đợi chị Thanh Loan, rồi cô Năm Lăng đến nữa quý chú anh chị, còn bạn của cô, bạn của cô, ủa
ba của chị Thanh Loan chứ, chị Diệu, Diệu Âm. Ủa của chú chị à, anh yêu dắt đi ăn ha, đoạn của mình đi ăn sáng, đợi chị Lon với bà chị Thường Lon với cô Năm đến. Giờ này cũng rất là sớm luôn. Chuyến đi của đoàn của mình thì 10 giờ 45 cắt cánh đúng không anh? Đúng rồi. Bây giờ chính xác là 10 giờ 45 cắt cánh theo quý chương trình. Giờ mình đi, đi qua bên đây. Người ta có thể là ngồi ở quán đây ăn quý chương trình. Trước sân bay thì có ở đây nè. Quán. Đi vô ăn vô tiệm phở nè. Quang à, quý cô chú vậy à, cuối cùng thì chuyến bay từ Sài Gòn về Bình Định cũng đã đáp xuống an toàn ha quý cô chú chị. Điểm nhanh, điểm nhanh. Quý cô chú chị ơi, thì tất cả đoàn của chúng mình đã đến sân bay Phù Cát an toàn ha quý chú anh chị. À, anh Bảo Vàng giờ anh đi trước rồi. Rồi đây, rồi đây, rồi đây, đang chờ cửa nhà, xe đang chờ mình đón luôn đó. Này 15 hả? 16 hả? Dạ. Dạ thưa 16 hả? Hiện giờ thì 12 giờ rưỡi nha, em có mặt tại Bình Định nha. Đang ở Quy Nhơn. Mở đây nè, như chim á, mở ở thành phố nha. Rồi, chị đưa đây nè. Dạ. Đón quý cô chú gì thì bây giờ là mình đến cái nơi để lấy hàng, lấy wally ha quý cô chú gì. Lấy đồ xong đi. Lấy đồ xong. Tập trung lấy đồ đi. Để đám hồi nãy cũng chờ lấy đồ trước. Cái này đổ lên luôn. Bây giờ còn hai chiếc của mình không? Đồ của ai đấy? Đồ của mình tự kiếm nha, tự kiếm nha, tự kiếm nha. Không ai lấy giữ nha. Nói chung là đồ ai lấy kiểm của mình. À, xong cái là mình. Để đi Phương. Rồi. Đây để em đẩy cái này cho. Em muốn 15 hả?